đâu. Rõ các bạn thấy không, càng ngày càng mạnh luôn các bạn. Nhưng mà nó vẫn giữ nổi trong điều kiện gió mạnh luôn. Con này phải nói là cũng tạm ổn các bạn. Tập bay này kia thì quá là ok luôn. Mình thấy động cơ của con này cũng khá là khỏe luôn các bạn ơi. Đó, mình sẽ bay tốc độ cho bạn xem nè. Wow. Wow. Đó các bạn thấy không? Tốc độ nhanh quá đâm vô đó rồi. Thì bây giờ mình đó, mới đâm cây nha. Khởi động nè, đó phải không? Đó, ngon lành nha các bạn. Tuy là giá rẻ tập bay thì nhưng mà cũng khá là bền nha. Đó, vẫn bay tiếp được ngon lành nha các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hành bay thử một con Flycam tập chơi cho người mới bắt đầu. Thì là rất là nhiều anh em yêu cầu mình quay những con giá rẻ nha các bạn. Đó, thì mình mới mua con này trên Banggood nè. Đó, Flycam X9 giá khoảng 1 triệu nha các bạn, cho hai pin luôn. Đó, các bạn thấy không, nhìn nó rất là đẹp nha các bạn. Nè, gấp rồi nè, nhìn nó là cực kỳ ngầu luôn. Đó, các bạn thấy không, thì con này mình thấy ở Việt Nam chưa có ai review, cho nên là mình mua về bay review cho các bạn xem chơi nha. Đó, có camera này kia nha các bạn. Thì những con mà giá rẻ như thế này á, chỉ để tập bay giải trí thôi nha các bạn. Tại vì đa số những con giá rẻ là động cơ chổi than nè. Các bạn bay một thời gian thì nó sẽ gọi là mòn động cơ và hư bánh răng này kia các kiểu. Thì những cái sản phẩm như thế này á, rất thích hợp dành cho những người mà thích bay máy bay nhưng mà không có điều kiện á, mua mấy con này bay chơi giải trí hoặc là làm quà cho con mình cũng được các bạn. Thì những con giá rẻ như thế này á, nó bay tầm khoảng 50m trở lại à, với lại camera của nó truyền qua sóng wifi, cho nên là chỉ xem cho vui thôi nha các bạn. Nó còn muốn đẹp, muốn ngon lành nó phải từ 5-6 triệu trở lên mới gọi là ok. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động và bay thử cho các bạn xem chơi nha. Đừng quên like và đăng ký kênh nha các bạn. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ bay thử cho các bạn xem chơi nha. Đó, thì bây giờ sẽ khởi động nè. Lên. Đó, thấy không? Thì con này nó có chức năng tự giữ độ cao nha. Khi các bạn bay lên thì nó sẽ giữ độ cao ở ngoài luôn. Đó, mình chỉ cần điều khiển một tay thôi nè. Đó, thì nhìn chung con này nó bay cũng khá là đầm nha các bạn. Thấy không? Đó. Chỉ cần lái một tay thôi, tại vì nó giữ độ cao rồi. Việc còn lại các bạn chỉ cần đó, điều khiển tiến lùi trái phải ăn tập bay thôi. Các bạn thấy không? Nãy giờ là mình lái chỉ một tay thôi nha các bạn. Tại vì mình là dân cù bắp rồi, cho nên là mình lái con này nó rất là dễ. Thì con này nó có chức năng nhào lộn 360 nè, hoặc là chế độ bay không đầu, tự bay về theo cái hướng dọc mà các bạn đặt đặt máy bay, cũng như là bay tốc độ nhanh luôn nha các bạn. Đó, thì hiện giờ mình đang quay phim cho các bạn xem đó. Camera wifi của con này thì nó cũng ít lắc lắm nha các bạn. Đó, thì mình thấy thời tiết bây giờ gió cũng khá là mạnh, nhưng mà con này nó cũng ok. Đó, thì giờ mình sẽ quay cao ra và mình cho các bạn dễ cảm nhận nè. Đó, thì cảm giác bay ngược thì nó rất là khó nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó, có đèn bay đêm nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đó, chất lượng cao ra thì như mình đã nói các bạn, xem chơi giải trí thôi, nhưng mà tập bay thì rất ok. Mình cảm nhận cái wifi của con này các bạn, nó ít khi nào giật lắc nha các bạn. Đó, nó khá là mượt luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, chất lượng thì cũng khá là ok nha các bạn. Đó, gọi gần cho bạn xem nè. Con này mình mua 1 triệu 2 pin nha các bạn, trên banggood.com. Đó, đợi khoảng 2 tuần lễ mới nhận được các bạn. Đó, thì Banggood nó đang có chương trình khuyến mãi trong tháng 7 các bạn ơi, giảm giá rất là mạnh luôn. Các bạn nhớ săn đón và mua nha. Đó, mình sẽ hạ thấp xuống nè, quay gần lại cho các bạn dễ xem nè. Con này mà bay đêm thì nó rất là đẹp nha các bạn. Đó, thấy không? Đó, thì những con giá rẻ tập bay như thế này á, thì nó không có đầm nha các bạn, thì ăn thua kỹ năng bay của các bạn thôi. Ở đây thì mình bay quen rồi, cho nên là mình giữ vị trí cho nó khuôn viên nhỏ rất là dễ. Thì đối với các bạn thì nên tập ở chỗ trống như mình nè, nó sẽ ok hơn. À, nó rất là dễ bay nha. Bây giờ mình sẽ nhào lộn cho các bạn xem nè. Đó, con này lộn khá là mượt luôn các bạn ơi, cái nữa ơi. Đó, rất là ngon nha.
Đó thì khoảng cách điều khiển của con này như mình đã nói các bạn tầm khoảng 50 mét trở lại à, nhưng mà mình nghĩ đâu đấy tầm 2-30 mét rồi các bạn, cũng như thời gian bay của nó tầm khoảng 7 đến 10 phút. Đó, bắt đầu chuẩn bị mưa rồi các bạn ơi. Lộn cái nữa nè. Đó. Đó các bạn thấy không? Gió càng ngày càng mạnh nha các bạn. Nhưng mà con này nó có chức năng tốc độ bay nhanh. Các bạn thấy không kìa, bơi cày trên cá luôn kìa. Rất là mạnh các bạn ơi, nhưng mà con này các bạn thấy không? Đó, kháng gió cũng khá là ngon nha. Đó. Ngon lại không? Gió các bạn thấy không? Càng ngày càng mạnh luôn các bạn. Nhưng mà nó vẫn giữ nổi trong điều kiện gió mạnh luôn. Con này phải nói là cũng tạm ổn các bạn. Tập bay này kia thì quá là ok luôn. Mình thấy động cơ của con này cũng khá là khỏe luôn các bạn ơi. Đó, mình sẽ bay tốc độ cho bạn xem nè. Wow. Wow. Đó các bạn thấy không? Tốc độ nhanh quá đâm vô đó rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy lại bay tiếp cho bạn xem nè. Đó, mới đâm cây nha. Phải động nè, đó phải không? Đó, ngon lành nha các bạn. Tuy là giá rẻ tập bay thì nhưng mà cũng khá là bền nha. Vẫn bay tiếp được ngon lành nha các bạn. Bạn thấy không, nó bay rất là nhanh các bạn ơi. Wow. Khá là nhanh luôn nha các bạn. Wow, trời chuẩn bị mưa rồi các bạn ơi. Wow. Thì con này khi các bạn tập bay nên để chế độ bay bình thường thôi nha các bạn. Thì khi mà bay nhanh nó rất là nhanh các bạn. Như mình hồi nãy mình quyển chuyển còn không kịp, nó đâm vô cây trứng cá luôn đó. Nhưng mà các bạn thấy không, cũng khá là bền nha. Đó, nãy giờ bay nãy giờ cũng hơn 4 phút rồi. Lộn rồi đó rồi. À quên, mình đang chỉnh tốc độ bay. Giờ mình sẽ lộn một phát nữa nha các bạn. Đó, ngon lành các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành quay cảnh phù hợp cũng như là hướng dẫn các bạn bay sơ về con này nha. Wow. Đó, chụp bằng tay luôn nha các bạn. Tắt nè. Các bạn thấy không? Ngon lành nha. Gió rất là mạnh nha các bạn. Đó thì đây chính là cái hộp của con Blycam X9 nè các bạn. Nó thì mình không hiểu sao ở ngoài này nó là cái hộp giấy các bạn, nó không có cái logo hoặc là cái hình con máy bay gì cả. Khá là lạ luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ vô bên trong cho bạn xem nha. Thì bên trong này sẽ là sách hướng dẫn nè. Đó, thích thì các bạn tham khảo, còn không thì chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn bay sơ luôn nha. Đó, phụ kiện đi kèm sẽ là 4 cánh dự phòng, 4 viền bảo vệ, 1 cục sạc và 4 cái nắp chụp, cũng như là tu vít này kia các kiểu các bạn. Đó thì con nào cũng như con nấy thôi các bạn ơi, mấy con giá rẻ mà. Đó, phiên bản mình mua là 2 pin nha các bạn, cho nên là có sẵn một viên pin ở đây luôn nè. Thì một cục pin như nãy mình nói các bạn, bay tầm tàn thì tầm khoảng 7 phút. Đó, thì bây giờ sẽ khui bên trong cho bạn xem nha. Đó, thì đây sẽ là cái tay điều khiển. Thì cái tay điều khiển này nó khá là giống những con hàng toy khác nha các bạn. Mình thấy nó y chang nha không à. Không có khác gì cả. Đây là kẹp cái điện thoại vô đây. Thì hai cái anten này giả thôi. Mấy phím điều khiển nè. Nút bấm con này thì nó khá là nhiều nha các bạn. Tại vì mình thấy con này nó khá là nhiều chức năng luôn. Đó, còn đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta đây. Đó, các bạn thấy không? Đó, nhìn nó khá là ngầu, khá là đẹp nha các bạn. Nè, nó gấp lại nhìn rất lạ nè. Các bạn thấy không? Khi gấp lại thì nhìn nó rất là lạ luôn nha. Đó, không giống con máy bay chút nào cả các bạn. Đó, thì giờ mình sẽ bung cho bạn xem. Thì như mình đã nói các bạn, những con tập bay như thế này á thì đều là động cơ chổi than nha. Khi các bạn bay một thời gian thì nó sẽ mòn động cơ, cũng như là có thể mòn bánh răng này kia các kiểu. Ở đây sẽ là camera. Camera của nó thì độ phân giải của nó chi là cùi bắp các bạn. Đó, nó truyền qua wifi cho nên là xem để mà xem chơi cho vui thôi, như mình nói các bạn. Thì đây sẽ là anten. Đây sẽ là cái học pin nè, các bạn bóp cứng vô đây, kéo cục pin ra. Đó. Đó. Đây vô đây lại. Còn trên lưng này sẽ là cái nút mở nguồn, các bạn nhấn cứng cho nó sẽ mở nguồn lên nè. Đó, nó có đèn ba đêm rất là đẹp nha các bạn. Này các bạn thấy không? Nhìn đèn nó rất là đẹp luôn. Đó thì cầm trên tay con này mình thấy cũng khá là nhẹ các bạn, nhưng mà cái độ kháng gió của nó các bạn thấy đó, ở đầu video đó mình bay thì gió rất là to luôn, nhưng mà khi mà chỉnh tốc độ bay cao thì nó vẫn ổn định như thường, cũng như là nó cũng khá là bền các bạn. Hồi nãy mình đâm vô cái trứng cá một lần đó, nó vẫn không hư, vẫn bay ngon lành, vẫn bay tốt luôn các bạn. Đó thì như mình đã nói thì con này mình mua bên banggood.com nha các bạn, phiên bản 2 pin tầm khoảng 1 triệu đồng. Thì Banggood nó đang có chương trình khuyến mãi trong tháng 7 đó, các bạn nhớ săn đón nha. Thì đường link mua con này mình có để trong phần mô tả video đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bay sơ về con này nha. Đó thì nhìn nó rất là đen, rất là ngầu luôn các bạn nè, cái đèn đầu máy bay nè, chớp chớp nha. Ok, nhớ like và đăng ký kênh của mình nha các bạn.
Thì để bay con Blycam X9 thì trước tiên các bạn sẽ lấy một cái điện thoại tải ứng dụng có tên là CHUFO về. Đó, thì sau khi tải về xong, các bạn sẽ mở nguồn máy bay lên bằng cách là nhấn cứng vào cái nút trên lưng máy bay nè. Đó, nó sẽ mở nguồn. Sau đó mở nguồn ta được hiển lên, bấm vô đây một cái, đẩy lên, đẩy xuống thì nó sẽ tự động kết nối thôi. Khá là đơn giản luôn các bạn. Thì để khởi động máy bay thì các bạn chỉ cần đẩy cần ga tới một cái thì máy bay sẽ tự khởi động. Sau đó các bạn đẩy cần ga từ từ nó sẽ bay lên nha. Cái này mình hạ xuống là tắt nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói một số chức năng nha. Bên phải sẽ là bay tới, bay lui, tạt sang trái, tạt sang phải. Lúc này là nút mà tự cất cánh, các bạn bấm vô đây một cái thôi thì máy bay sẽ tự cất cánh lên và giữ độ cao. Lúc này sẽ là cái nút tự hạ cánh. Còn lúc này á là những cái nút sập chim, cũng ít quan trọng đó các bạn. Chỉ khi nào máy bay nó bay không có cân bằng á, các bạn mới sập chim lại. Còn cái nút này sẽ là cái tốc độ bay nhanh chậm, các bạn bấm cái nè. Đó, tốc độ nhanh thứ hai, tốc độ nhanh thứ ba, bấm cái nó trở lại ban đầu. Đó, còn lúc này sẽ là nút nhào lộn. Các bạn bay một độ cao nhất định muốn nhào lộn thì bấm nút này một cái, sau đó gạt cái hướng cần lộn thôi. Còn bên này sẽ là cái nút gọi là tự bay về theo cái hướng dọc mà các bạn đặt máy bay á, thì cái nút này nó ít sử dụng nữa các bạn, nó rất là tào lao. Còn đây sẽ là cái chế độ bay không đầu. Khi các bạn bấm vô đây cái đi, đèn máy bay sẽ chớp, nó kêu tít tít liên tục là chế độ bay không đầu. Thì dù cho các bạn nghiêng máy bay như thế nào chăng nữa thì các bạn vẫn tiến lùi trái phải bình thường. Thì tắt thì bấm vô đây dừng lại. Đó, thì đã kết nối với điện thoại á, các bạn chỉ cần vào cài đặt. Đó, kết nối wifi với con máy bay. Sau đó vào cái ứng dụng hồi nãy các bạn tải về đó. Ứng dụng là CHUFO đó, bấm vô đây kết nối thì nó sẽ hiện camera lên nè, bấm vô cái nút ở đây, mở lên. Đó, lúc này nó hiện camera lên thì các bạn muốn quay phim thì bấm vô quay phim, muốn chụp hình thì bấm vô chụp hình. Thì hoặc là các bạn điều khiển trên điện thoại luôn vẫn được, nhưng mà cái đó điều khiển trên điện thoại nó rất là khó, nó rất là lu bu các bạn. Đó, thì camera của ngoài như mình đã nói thì để xem cho vui thôi. Chứ đẹp thì các bạn phải mua từ 6 7 triệu mới gọi là đẹp nha. Đó, thì chất lượng này các bạn cho bạn xem nè, nó quay đủ hướng nè. Thấy không? Đó, thì pin nó đang yếu các bạn, cho nên là wifi nó bị hơi chập chờn nha. Nãy giờ mình bay nó bị hết pin nè. Đó, bạn thấy không? Đó. Thì nhìn chung á, những con mà giá rẻ như thế này á, thì tập bay giải trí cũng như là làm quà sinh nhật này kia các kiểu thôi nha các bạn. Chứ không thể nào mà nó ngon được. Thì muốn ngon như mình đã nói thì các bạn phải mua từ 5 triệu trở lên nó mới ngon. Đó, thì khi các bạn bay một thời gian á, nó không cân bằng á, các bạn sẽ kéo hàng gạt qua bên hông như này. Đèn máy bay sẽ chớp thì nó sẽ tự cân bằng máy bay lại. Hoặc các bạn sập chim bằng 4 cái nút này. Đó, khá đơn giản thôi các bạn. Thấy không? Thì như thế là các bạn có thể bay thành công rồi đó. Thì các bạn không hiểu hay là không biết cái gì á, thì cứ comment cái ý kiến bình luận bên dưới đi. Hoặc là cần tư vấn mua con nào ok và hợp lý ở thời điểm hiện tại thì các bạn inbox Zalo cho mình 0988002232 đó. Hoặc các bạn lên cái nhóm Blycam & Watch Racing Việt Nam để mà hỏi cũng như là tham khảo ý kiến của anh em nha. Để mà cũng như là check uy tín người này kia các kiểu, để không thôi bị lừa đảo nó bán những con tào lao cái kia các kiểu là không có ngon nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ bay vài vòng nữa cũng như là biểu diễn cho các bạn xem những con giá rẻ như thế này nha. Ok.